Rồi xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay lên sóng giao lưu anh em một cù dúi đặc ngạt nha anh em nha. Tay cành bay nè, vàng cốt rất là phê nha anh em. Cây có hoành một cốt dưới gốc này là 200 nha anh em nha. Tổng hoành hai thân tử dưới gốc luôn là 208. Chiều cao từ mặt bầu lên đỉnh cao nhất là 3m nha anh em. Còn rộng tàn nó từ bên đây nè, qua hết đọt là 2m nha anh em nha. Cây đẳng cấp anh em ạ. Cây một cụ dúi là nói hàng đặc nạc luôn anh em. Bầu tròn 1m7 anh em nha. Bầu tròn 1m7. Vàng cốt của nó nè, nạc nè. Bành sống nè. Cái này là nó chỉ có một cái khe rãnh lũa rất nhỏ này thôi nha anh em. Còn nhiều cây là đặc hơn toàn, đặc keo luôn. Bề đế chảy hết nha anh em. Cây bề đế nổi chảy lên hết nè. Anh em thấy không? Quá đẹp rồi nè. Thần tự đóng dưới gốc rồi. Đó anh em thấy không? Cây này dần đầu quá phê nha anh em. Dần đầu quá phê. Dần đầu nó rất là đẹp. Rồi anh em thiện chí thì alo qua cho em hoặc là kết nối Zalo nha anh em. Rồi xin chào anh em hết nha.